Cảm ơn Eric nha. Không, tôi không thích đạp xe các bạn ạ. Đạp xe đau chim lắm. Mẹ mày về vêu hết chim lên. Không được. Ui. Ui. Cũng có sau bị tông một đít thì làm sao mà biết được anh? Làm mẹ, sao kiểm soát sao được? Ai đã mua con Dinka này rồi, đẹp thế nhở? Cậu xe em ấy. Qua đây. Của em mình Ben này ạ. Mày mua bao tiền? 500k này. Ờ, Dinka này đi thì đẹp. Quả mua 415.000 xong rồi, quả 500k. Ý là tao gọi điện tao hỏi xe mẹ mày có ép giá không, mày ép giá không tao mẹ mày tao xóa mẹ đi cho mày mất tiền luôn đấy. Đúng giá mà. Đúng giá là chỉ được giảm 10% thôi. Thì đúng giá mà. Ê, 10% của 500 là bao nhiêu? Tính xem nào. Đâu, thật ra 450. Mua còn 420. À, bọn nó hay bảo mẹ bọn showroom hay bảo mày mẹ hay ra mặc cả một tiếng mày muốn mua xe. Có tiếng rồi, cái này là confirm nhá. Phải nói chuyện hay chứ. Nhưng mà tối đa nó chỉ giảm như thế thôi. Bây giờ cứ giảm nhiều quá xong cả server cứ ra xong kêu là mẹ sao thằng này được giảm nhiều thế, xong lại kêu là mẹ mọi người ưu tiên bên mình. Trước bọn nó vừa mới bảo tao xong. Đây là con xe thứ hai. Em chưa mua con nào đâu. Thôi, giờ bán con này đi ông, chia tiền đi, tao bỏ qua cho. Ok. À, em à. Lâu lắm không gặp. Long time no see. Em anh này, anh này, anh đồ anh của em nào, đây anh nào luôn luôn nó luôn, đéo, luôn nó đéo có tiền đâu bạn ơi. Sao không có, mẹ em chơi xe chín từ đầu gáy, mẹ em chơi 50.000 cơ mà. 53 em đưa tiền này. Đúng cái gì đi cột mẹ em này, phải gọi điện mấy con nợ liền, mẹ em nhiều con nợ quá. Ok em nhá. Anh độ của em thì sao? Anh ra xe ai bỏ em lấy xe em ơi. Đây ông lấy ra không bị lỗi đâu. Đấy rồi, tự nhiên được 10.000 kìa. Đấy. Đấy, anh trai đây là em tự hào đây anh. Là món quà vì mày đã đặt niềm tin đúng người đấy. Đúng. Đè ông đến nhá. Ok à. Mẹ đội sao vào xe ta? Đội thằng Chris còn nợ mẹ tao 50.000 xong nó hẹn tối nay giả mất tiêu mẹ hết đỏ lò hết cả lũ. Anh bị lừa rồi. Ok à. Anh bị lừa rồi. Thôi, mình có hệ thống lọc gió. Thân vỏ có 2% thôi. Em ơi, chạy ra tạp hóa mua cho anh 100 chai nước rửa kính với. 100 chai nước rửa kính hả sếp? Ờ, để về rửa xe khách cái, kho hết rồi. Để em lấy tiền được không? Trả nợ hết tiền rồi sếp ơi. Ôi dồi ôi, thế mày qua kho tao đưa tiền cho. Đây này, em đứng ở đây rồi nè. 100 chai có 5.000 thôi mà, ơ kìa. Em trả, em mới mượn anh 7 trả, anh em hết tiền rồi anh ơi. Ô kìa, đây, đợi tao tí. Sửa xe này đúng anh trai ơi? Đúng rồi, sửa xe. Khổ lắm anh ơi. Anh ơi, xe của mình là dòng xe nhá, xe của anh hỏng 35%. Rồi, 50 đô một okay. Chai sao ấy, 100 chai là 5.000 đúng nhỉ, ta tính đúng nhỉ. Đúng rồi đấy, okay, đúng rồi đấy, okay, đúng rồi okay, đấy. Thằng này nó sắp bán xe Rover rồi không ạ? Tình hình này là đéo ổn rồi. Ô, bố bán xe Rover rồi à? Vâng, em bán Land Rover bự thêm 60.000 lấy con này nè. Ừ, hợp lý nhờ. Ui dồi ôi. Ui. Mẹ con Land Rover này sao không rửa đi rồi hãy để lại em. Con này của nhân viên bên anh đúng không nhờ? Đúng rồi anh. Ừ, trông dã man thực sự ạ. Đem kêu bên em thu lại mà qua như thế này này. Dạ. Ủa anh thu lại giá nhiều vậy? Thì anh chọc không biết năn nỉ anh chọc kiểu gì mà anh chọc thu lại 380 ấy. Ui dạ. Thu lại 380 cơ. Anh bảo này cho anh xem con bán tải cốt 400 ấy, rẻ nhất đấy. Dạ. Ok anh nha. Ui của con 6 bánh anh đổ. 6 bánh thì 2 triệu cơ, không đủ tiền mua đâu. Bên này. Em nghe anh ơi. Lấy con bán tải cốt 400 cho khách xem. Ok anh. Con rẻ nha. Lấy cho. À, ok. Lấy con rẻ rẻ ấy. Con mắc khách xỉu mất ấy. Mọi con rẻ nhất đấy em ơi, con rẻ nhất đấy. Tao con cứ rẻ nhất, cứ anh cần là cốt 400 nhưng mà rẻ nhất. Cứ lên tiền triệu là khách xỉu ấy, nên rẻ rẻ rồi. Ừ, anh lại khinh sếp em, có sếp em thiếu gì tiền. Mẹ mày nói thế mà. Sếp tôi không có gì ngoài tiền. Hết tiền là đi vay. À. Ui, con này luôn anh em mà đi phượt anh rồi. Lotting but money. 600. Alo anh cậu ơi. À, mình có khoảng 600 rồi. Hôm nay tháng 7 có đợt tăng giá nào không anh? Đi nôi. Okay. Có con nào có 400 mà giá dưới 1 triệu không? Bảy nghìn đồng ta siêu mà.
À, tháng 7 tháng cô hồn người ta giảm giá, mẹ ai mua xe vào cái tháng này đâu, lại còn đi tăng giá tháng 7. Chết cả lũ à. Vâng. Không hiểu lỗi. Em hỏi sếp em tí tại vì sếp em mới đi chơi rồi. Ê, con này giá bao nhiêu? Con này giá bao nhiêu? Con này là 2.1 triệu 50 Rồi ôi. Trời ơi. Đi về anh em. Con này có con này có 400 hay 450 đây? Con này là 450 anh ạ. Rưỡi à? Thế con gua em không có gì ngoài tiền. Hey, anh đâu ơi? Ôi anh ơi. Không lấy mua đi anh, em có 5k nè. Không sao anh ơi. Thế con gua điền cốp nó ít hơn con này có 50 thôi mà giá có rẻ hơn 100. Ok dạ, dạ vâng anh ạ. Ok. Con gua điền đấy ngày xưa là giá 270 xong rồi lại tăng lên giá 1 triệu xong rồi lại tăng lên 2 triệu. Vâng, cái giá em vừa check thì ngày xưa ai ôm ai gua điền là giàu. Anh có thể liên hệ lại với anh Phương Chọc để xem giá cả thế nào. Ui dồi ôi, chết. Không có một con 1 triệu anh mà nó cốp 300 à. Đâu anh xem con 1 triệu cốp 300 nào. Con tên là gì anh Novi? Sang Kinh XL. Ok, Sang Kinh đúng không? Ừ. Ui, ui, con này đẹp nào. Con đẹp mà, con này đẹp mà, con này đẹp mà anh đâu. Con này đi không bao giờ hỏng luôn ấy. Con Vapid. Con này trâu lắm ấy. Con này nhá, xếp đi là nghiến hết mấy thằng khác luôn. À, cái tầm xe thằng Ben này này là ông có thể đi qua đầu nó đấy. Vâng. Như kiểu con này đẹp và xếp. Nhưng mà cái vấn đề mẹ bỏ ra 1 triệu mua thêm được 50 cân cốp thì mua làm cái gì? Con này bao nhiêu? Con này cốp 300. Ừ, nhưng mà xếp ơi, xếp đi con này xếp. Vấn đề là mua để làm ăn chứ không phải mua về cho đẹp đâu. Này chịu mốt anh ạ. Đẹp lắm. Ừ. Ông nào mày bán xe em để có thể căn cước ở trong này luôn này. Úc chưa? Có hình Đức nhá. Phùng khoa học. Giấy chứng minh của tôi, giấy chứng minh của tôi. Khoa xe lại bên đây. Khoa xe bên đây. Anh ơi, xe em anh ơi. Khoa xe. Quên. À, anh đưa em chìa khóa với. Anh chưa đưa em chìa khóa. Ok. Mọi người lên ngồi full đi để ngồi đằng sau. Chúng mày lên ngồi thử, tao xem con này phải 6 chỗ không nào. Úi trời ơi. 6 chỗ mà anh. Còn một chỗ kìa, còn một ghế. Úi dồi. Ngồi lên nắp capo luôn. Mà đúng rồi. Trời như trở lợn luôn nhờ. Thế con này chu ra gara không được đâu anh ơi, đúng ấy. Hơi đụng trần thì anh cứ đi, hơi đụng trần. Quay đầu. Ui. Con này cao thế nhờ. Bốc khói mẹ rồi, hỏng mẹ rồi. Hỏng luôn rồi. Kìa. Con này là không phải. Bây giờ đang bị cái là mọi người mà nhảy lên quá là nó sẽ bị tự hỏng xe luôn đấy. Dạ vâng đúng rồi ạ. Ừ. Anh cho em xin chìa khóa đi. Tại vì nãy có hai người ngồi không có vị trí ở cốp sau anh. À. Đúng rồi, anh biết rồi. Ui ngồi thấy thích nhỉ. Tận hết xăng các bạn. Còn 25% xăng. Đi một tí thôi. Ui, nó đi đéo khác gì con Vision cả. Nhìn mấy dòng xe bán tải là thế. Nặng xe. Nhưng mà đẹp nhở? Cứ tông phát mấy con xe nhỏ này rồi. Không, nhưng mà em thấy con San King đi dễ mà anh chip. Là con này trông leo lên đầu khác đi. Nó to, nó cồng kềnh lắm em ạ. Sao em đi trên cao tốc mà cảnh sát đuổi em không lách được đâu. Anh con này có cửa lách này. Anh chỉ có hỏng cổng xe cảnh sát. Đấy, con này bây giờ làm lại giá một cái nữa thôi là bốc được đấy. Mà cốp 400 là đáng mua đấy. Chứ ít có phải 1.5 triệu. Chứ tầm này mẹ em đi mua mấy cái con cốp 300 làm đéo gì. Mẹ em thà đi con bốc cát cốp 250 còn hơn, đúng không? Nhưng mà ít cũng phải 1.5 triệu. Không biết nhiều lương được ai mà thấy lỗ hết vốn của công ty này. Con này cốp mà con này cốp có bằng anh Quang rồi anh chít. Con này cốp 400 cơ mà, hơn hẳn 100. Cốp xe anh Quang. Ủa, con này cốp là cốp chèo. Cốp 300. Dạ vâng ạ, mấy con cao thì cốp phải chèo. Mày bị đuổi việc. Thôi rồi, anh cảm ơn nhá. Để tí anh gọi điện với cả Phương Chọc làm lại giá xem là con này mua được bao nhiêu. Con này như thành phố chưa ai mua đâu đúng không? Dạ vâng, chưa anh ạ. Thế nếu như mà anh muốn mua thêm gói độc quyền con này có được không? Gói độc quyền độc quyền chắc mắc hơn anh ạ. Nó mắc hơn khoảng bao nhiêu nhỉ? Anh cứ hỏi anh Phương đi. Em nghĩ là có thể anh cứ nói chuyện với anh. Có mái có ngồi được 6 người không? Dạ con nào anh? Đây là con Contender anh ạ. Không, Contender này 2 triệu các bạn ơi. À
2 triệu à? Ừ, con này đẹp vãi lìn thề. Ơ kìa, từ từ đã, cất con kia đến anh Nobi. Thì hôm trước tôi định mua con này mà, nhưng mà nó bảo là con này 1.9 triệu. Thế là tôi không dám mua nữa, con này đẹp thật. Con này đẹp hơn con vừa đấy. Có bao nhiêu anh nhỉ? Có 250 em ơi. Ui, 250 con này đẹp nhỉ. Con này đẹp. Đẹp vãi lìn luôn ấy. Ui, con này đèn nó đẹp lắm nhá. Giòn sớ. Có mấy cái đèn trên nóc nữa này. Nhưng con này đi hơi tốn xăng. Đi hơi tốn xăng à? Dạ vâng ạ. Ok ok. Ờ anh chạy lên 12 giờ là anh phải đổ 2 lần xăng. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Kíp vậy, kíp vậy. Mày về tìm bố hay dám mua nhỉ? Ờ. Đây cái cả nó hơi không bám đường một xíu. Ừ. Thế thì con này thì chắc con này phải đi làm bánh rồi này. Bánh nó hơi trơn. Ờ. Thôi được rồi. Ờ, hôm nay anh qua anh hỏi qua được tí anh gọi điện Phương Chọc xem có giảm giá được con Gua Điền này không thì anh qua mua sau nhá. Dạ, có gì vâng. Năm sau anh quay lại nhá. Cảm ơn các em. À dạ vâng ạ. Em chào anh. À anh giả lại con kia nhá. À vâng vâng. Ơi. À ở nhà xong mình giống. Ok. Ê, ben quay dạ. Quay lại đằng nào cũng lỡ test rồi, test luôn con 6 bánh đi thử xem nó như nào. À. Em ơi. Em ơi. Tay hả? Xin cài hả? Dừng tay. Okay. Dừng tay. Em ơi. Sao thế anh? Ờ thôi đợi đằng nào anh cũng mất công sang đây rồi cho anh đi thử con 6 bánh luôn được không? Để anh xem trải nghiệm nó như nào. Ừ. Ô để con này ra không nó đè lên, để con này. Để em chạy em. Con 6 bánh anh đồ. Hôm trước anh thằng JK nó mới mua con xe mới xe đua. Nó tông phải con 6 bánh đấy của một ông đi trên đường. Ừ. Xe của nó nát bét, còn xe của ông kia thì kèn lên đầu luôn anh ạ. Vãi lìn. Vâng. Cái này này, con này này. Mấy con cao này đỉnh lắm. Ừ, mấy con này đỉnh mà. Nát bét luôn ấy, xe thằng JK không còn gì luôn. Ui, con này trông có vẻ nhanh lên này. Con này trông như Mercedes ấy nhỉ. Ui. Cho anh mượn chìa anh đi thử cái được không? 450 cốp anh ơi. Lấy được chìa trên này. Rồi được rồi em ơi. Em con này ngồi 6 chỗ à? Em đóng từ để ta xem. Ừ, được cái lên đi. Không chỉ có 4 chỗ rồi. Anh nhảy lên mới chết được cốp. À, con này vẫn là cốp nhảy à? Cốp nhảy được mấy anh? 450. An toàn không lướt. À, okay. À mày an toàn thực sự. Okay. Em nghĩ anh nên mua mấy con cốp thấp rồi anh được. Ui, ăn một chiếc này. Có 6. Ăn một chiếc 6 chỗ này. Ui. Đồ này hợp lý đấy. 6 chỗ luôn ạ. Lý tên à. 6 bánh 6 chỗ. Ăn mà mua mấy chiếc này sao anh chip ngầu lên rồi. Ui giời, con này không gầm. Ui mẹ con này đi xuống lắm em ơi. Đợi anh thử nghiền thử xe đi anh. Có thử nghiền cho nghiền thử không? Tiền nào của đấy. Nghiền thử con xe máy này đây, xe máy trái. Con này bao nhiêu Nobi ơi? Ui phanh cũng thích vậy đấy em ơi. Ở giá này khác rồi gì Vinh ơi. Ờ con này nó đang là kiểu đang hơi bị OP một tí nên là giá nó sẽ cao. Ui giời chả nghe được cái gì cả. Anh đồ ơi, đừng đâm nổ đi. Sáu mạng người đấy. Chở đàn lợn à. Okay. Con này nhanh, con này nhanh này, sáu cổ này, cớp to này. Hợp lý anh này. Con này hợp lý vãi đái nhờ. Xịn mẹ nhất server. Ồ, mẹ đỉnh vãi đái luôn. Này con này anh sợ sau này nó còn lên giá nữa ấy, chúng mày ạ. Vâng. Con này mà chở đi quýnh nhau thì thôi. Khi là mẹ và anh em góp tiền làm con trước đi. Ok anh ơi, em góp 5.000 nhá. Em có 5.000 anh ơi. 5.000 này. À cũng góp 5.000, thế thằng nào góp phần còn lại. Ok. Rambo khó đấy anh. Anh ơi, bao nhiêu vậy anh Vinh này? Dạ em nghe ạ. Dạ em nghe anh chào ơi. Con này bao nhiêu vậy? Con này 3 triệu anh ạ. Ui trời. Người khỏe, người khỏe. À, em qua liền. 3 củ. Em ơi, lên anh. Anh giả là chiều có xe này em ơi. 3 củ. Ây à. Anh cẩn thận bánh xe đè vào đầu. Con này sắp khi nào có chương trình giảm giá chắc là giảm khoảng 80% hợp lý nhỉ. Bên em thường xuyên có chương trình siêu lớn mà anh. Ừ, chương trình bên mày toàn tặng mấy chai nước lọc anh biết thừa. Thế về mua con này được tặng cái gì nữa nào? Chăm chai nước lọc với chăm ổ bánh mì. Chăm chai nước lọc với chăm ổ bánh mì. Ồ anh cảm ơn nha, đi về các em ơi. Đi về. Đi về đi. Người khỏe, người khỏe. Anh cảm ơn nhá. Cái gì anh gọi anh Phương lên xem coi. Ok, được anh cảm ơn. Bây giờ đổi lại. Mẹ mày, mục tiêu của đời mình sẽ đéo là câu 3.000 con cá nữa. Mục tiêu đời mình sẽ là mua con đấy. Ok, cái gì đây? Cứ 3.000 con cá thì được 120. 30.000 con cá là được 1.2 triệu.
con đấy 3 triệu là tao phải có 90.000 con cá. Tức là phải câu 90.000 con cá thì sẽ mua được con bán tải đấy. 90.000 cá một ngày mình câu được 500 con cá. Nghĩa là 10 ngày mình câu được 5.000 con cá. 100 ngày mình câu được 50.000 con cá. 200 ngày mình sẽ câu được 100.000 con cá. Nghĩa là 200 ngày là mình mất khoảng 1 năm rưỡi. Ừ, khoảng, à đâu, à không, khoảng nửa tháng, à, nửa năm thì mình sẽ mua con này. Ui, vãi cả lì, đéo hiểu kiểu gì. Sợ vãi đài. Xe này quen quá. Ôi, ôi, con này sửa nhiều. Con này, ui, con này lần trước tai nạn nát bét rồi sửa lại một lần rồi. Bây giờ lại mà vỡ thế này à? Ô kìa, sao anh bố bảo em là anh đi giữ gìn lắm cơ mà. Ôi trời ơi, em bị lừa rồi. Bài học đầu tiên là gì? Em mua lại con này bao tiền? Em mua lại 380 ạ. Ui trời ơi. Con này là động cơ là thay 5-6 lần rồi anh ạ. Ôi giời ơi, mất gì đến lúc đấy rồi. Con này nó gạ anh 180 còn không mua. Tổng là 600 đô đấy bây. Con này đợt có ông đợt nó bán định bán cho. Đợt nó định bán cho ông nào 230 ấy nhở. Mà sao ông ấy lại không mua nữa. Thế thêm 150 vào. Tại anh học anh qua anh năn nỉ sếp Phương em. Thế là sếp Phương bảo là thôi mày mua lại cho anh ấy đi 380. Thế là em mới mua lại chứ. 380 xong rồi nó mua mới con kia bao tiền? 1750 anh ơi. 420. Thế là nó bù thêm 40. Ok, sao em nghe cứ thấy sai sai thế nào nhỉ? Ừ. Đâu có, ai nói, bảo lao. Sếp nói này, sếp nói này. Đâu có, sếp. À, con này anh với mày cái đợt lộn từ trên núi xuống nát bét mà sửa lại như mới nhỉ? Trời ơi. Thì em thay đồ cũng mua đồ jean mà. Đồ jean đâu, đợt đấy lấy toàn đồ cũ dưới kho lên mà. Ôi giời ơi, em thất vọng về anh lắm, anh muốn. Ok ok, à đưa chìa khóa cho em này. Công việc. Mày cày. Từ. Có khách rồi. Okay. Let's go Rumble. Ai nhở? Ôi con này yêu đấy nhở, con này cốp bao nhiêu đấy? Con này em biết gì 80 chả. 50. Nhưng mà đi bôi. Ô bạn đây. Chú được cái tóc bắt đầu nhanh vậy? Bạn đi mua thuốc mọc tóc ngay đằng sau gara này. Bạn đổi lại cái khoảng cách nói đi. Tôi cứ phải dí sát vào tai bạn tôi mới nghe được ý. Ok. Alo. Ui rồi ôi, thôi, chạy, chết mẹ rồi. Thằng nhím chết rồi. Ôi rồi. Bình cứu hỏa đâu. Bồi thường đi, tôi gần vậy bồi thường đi. Rồi, đây không bóng rồi. Ui, cái máy này 10.000 đô. Bồi thường đi. Bồi đi mẹ luôn cả cái bình cứu hỏa rồi. Cháu có bình cứu hỏa của anh cháu rồi. Không, nhưng mà bay mất cái bình oxy to của bọn anh rồi. Bọn anh bình này còn chưa kịp hút. Bảo cả là à nhầm, bình này còn chưa kịp làm gì cả. Đây, anh nhà Hồng này. Anh nhà Hồng đeo kính này. Đây, em kính đây. Con chết một mạng người đấy này. Cái thằng này nó sụt ngô hấp vào đâu, chỗ lại vậy. Chết đấy rồi. Phương ơi. Cái máy công suất của em. Cái máy đo áp suất của bọn tôi hỏng rồi Phương ạ. Đúng rồi, mày ra. Cái máy này 3 triệu đô đấy anh ơi. Đổi ngang con 6 chỗ nha. Máy này không ổn rồi Phương ơi. Để em gọi thợ qua sửa nha. Ben ơi, gọi bên bán cái máy áp suất này cho anh xem cái máy này bây giờ mua mới bao tiền cái. Sao đây, sao đây, sửa được rồi. Báo cháy đây. Gọi báo cháy đâu sếp. Nhưng mà cái máy này hiện tại có phiên bản nâng cấp và còn một cũ á. Máy này một cũ á. Đúng rồi, cái máy này một cũ nhập từ bên Nhật về à. Anh có biết là cái máy này nó có còn thể cái bình nó vừa làm nổ rồi nhập từ Cameroon về đó. Vừa chữa được bệnh ngoài. Ngất mẹ rồi. Đây anh ơi, anh Phương đây. Ôi bạn ơi, cái máy này thì thôi dù sao thì cái này cũng chả ai mong muốn cả. Nhân viên bên bạn hiếu động nó làm nổ cái bình oxy của bên tôi với cả là nó hỏng cái máy áp suất xong rồi chết một nhân viên bên tôi. Thì cái này thì tôi nghĩ là kho chết anh ơi. À không chết à? Đâu rồi? Đi viện rồi. Nó đi viện rồi. Chết trước mà.
À không, nó không chết trước luôn, em nổ mới chết mà. Không, thế nằm nãy rồi. Thì thôi, cái này tôi nghĩ là bạn cứ đưa lại cho bên tôi khoảng 3.000 thôi là được rồi. Thì để tôi đưa cho bọn nhân viên nó còn mua thuốc thang với cả sửa lại cái máy thế là được nhá. Đỡ mất thời gian. Bên kia nó bảo vệ cái máy đó bao nhiêu tiền để tôi thành tốt. Thôi nó không, không đáng bao nhiêu đâu. Cái này của tôi vẫn còn bảo hành không ạ? Thì về tôi bảo nó là chập cháy là được, không sao đâu nhá. Cứ đưa lại cho tôi 3.000 để tôi đưa thằng nhân viên là được rồi. Có hư là 200 luôn. Rồi rồi. Để em đưa cho anh thôi. Đấy, cứ đưa thẳng anh được rồi. Đấy, anh số bao nhiêu tiền anh số 53. Em gửi cho anh 5.000 nha, bồi thường 2.000 tinh thần. Ok, cảm ơn nhá. Thế con đỏ kia có sửa không thì để anh sửa luôn. Anh gửi tiền nha. À không anh ơi, con này tí em quăng xuống biển đi. Cho đếm đi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Rồi. Ra đến bảo là anh. À bạn ơi cho mình mượn ông thầy đi về ra đây giải bù tí á. À rồi đi. Em ơi đi ra đặt con lợn quay ấy nhá, đặt con lợn quay to đi cho anh Phương Trọc nhá. Đây xem một thân. Nhím ơi, ra đây anh bảo. Nãy bên kia người ta đưa cho 5.000. 5.000 à? Ờ 5.000 tiền bồi thường thì thôi nhá, coi như hết chuyện nhá. Thì thế thôi, bên đấy mẹ mới đối tác quen biết, làm ăn bao nhiêu lâu nay rồi. Nhá, cầm 5.000 tạm nhá. Chỉ bị ngất thôi mà. Vâng. Rồi ạ. Nhận được 5.000 thơm thế. Anh khéo mồm lắm đấy, chứ bình thường người ta chỉ mẹ bảo đưa cho 1.000 thôi. Anh khéo lắm rồi. Ừ, anh khéo lắm rồi đấy. Thì mới được 5.000 đấy. Ừ. Vâng ạ. Anh khéo lắm luôn ấy. Anh khéo cực mới được 5.000 đấy. Dạ vâng, anh giỏi quá. Em bị phỏng cái chân chứ bây. Khéo ơi là khéo ấy. Thế sao lại đéo bảo? Trời ơi, mới xước cái lông chân đây nè, mới đi gán lại. Ừ, nhưng mà lúc nãy mẹ người ta đúng chỉ giả đúng nghìn à. Anh khéo lắm ấy, mới được 5.000 á. Khéo lắm luôn á. Ừ. Cảm ơn thôi à? Cảm ơn xuống á. Cảm ơn nói thôi không à? Đây em thì. Ừ. Đau lắm luôn á. Còn anh hô hấp cho mày á Nhím ơi. Anh ơi đứng ra để em chuyển tiền. Anh hô hấp cho mày á mày đúng nhớ không? Số là được không phải đứng xa. Tao chở mày đi bệnh viện nè mày nhớ không? Mày nhớ cho anh hô hấp cho mày không? Không thôi là mày chết rồi đó Nhím à. Tao chở mày đi bệnh viện đây nè. Cầm chai nước biển cho mày đây nè. Ít nhất còn phải có cái gì chứ. Được anh ơi. Bạ trông này. Tao không được, bạ số tao 53. Anh hô hấp cho mày anh Nhím mày. À được rồi ạ. Ok, nhiều thế, không nhiều quá. Thôi. Anh ôi, sao đây, anh lấy nghìn thôi, đây anh đưa lại cho 2.000 này. Anh khéo mà. Nhím ơi, Nhím. À. Nhím ơi, anh báo cảnh sát cho mày đấy. Cầm đi nha, anh lấy mẹ đúng nghìn thôi. À được. Ok. Taxi của ai nổ hết lốp thế này. Ủa. Tôi có 400.000 tiền mặt rồi. Cô có bán tải chưa bán nữa. Làm đội đi lặn đi chưa? Đi ngay. Hết khách rồi đây. Em vào thay quần áo luôn đi. Ok à, nó có quần áo lặn à? Ờ hay mình đi thay quần áo lặn nhỉ? Đây, anh thay bộ giống em không? Bọn em có một bộ buổi chiều đi lặn đẹp lắm. Dạ. Đâu. Đây, để em thay cho anh xem nhé. Anh bảo phải mặc cái bộ nào nó phát sáng ấy, để nhỡ có chết thì bác sĩ nó lặn xuống nó còn cứu được mình. À ok. Em đổi màu. Xùi. Ui. Nhìn em giống trong phim cái gì ta, Hàm Cá Mập quá vậy. Saren ơi. Chào anh. À vâng, chào anh. À, anh em mới đổi kiểu tóc khác à? À đâu, tôi chuẩn bị đi bơi bây giờ, sao đây anh? À anh cứ ngồi đây tôi làm việc với em một tí. À vâng anh cứ nói đi. Đây tình hình là như này anh ạ. À, bên bệnh viện mới bán cái bình chữa cháy. Ừ. Và sắp tới đây thì từ ngày 5 tháng 7 là chúng tôi cũng ra quân để kiểm tra các cơ sở kinh doanh phục vụ cũng như là các cá nhân mà sở hữu xe hơi. Nếu mà không đủ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi sẽ xử phạt theo quy định anh ạ. À ừ đây anh Khôi anh ra đây. Vâng. Bên bệnh viện đang bán bình chữa cháy là bao tiền nhỉ anh nhỉ? À, 450 đô một bình dùng cả đời anh ạ. 450 đô một bình à? Thế bán đắt thế nhở? Bên tôi bán có 350 bình, anh có mua không? Sao bên anh lại có thể có giấy phép để sản xuất bình chữa cháy đấy? Đây anh, bọn tôi nhập nước ngoài về có giấy phép Hà Nội đấy. Đây, treo đầy trên tường này.
bán 300 bình, anh có mua không? Bọn tôi gỡ, bọn tôi bán ra này. Trong kho còn bình nhiều lắm. Dùng được không anh? Dùng được anh. Dùng tốt. Thế anh gỡ luôn cho tôi cái bình này xuống, tôi dùng luôn. Bé đây, xịt thử cho anh xem nào. Anh ơi. Ơi. Đem xịt nhá. Ờ. Đây xịt để cho anh cảnh sát anh xem nào. Không phải, mà anh xịt mà. Anh cái này anh yên tâm, anh kiểm tra thoải mái nhá, lúc nào anh kiểm tra cũng được. Nhưng mà khi nào cháy thì bọn em mới đem ra xịt chứ đã cháy đâu. Nếu như mà tôi nhận được thông báo và sở anh có cháy nổ các thứ là chúng tôi sẽ xử phạt anh ấy nhá. Rồi yên tâm, anh yên tâm nhá, cháy cái bọn tôi xử lý ngay. Cảm ơn anh. Và ngoài ra tôi nhờ anh một điều này. À vâng. Là các khách mà sang đây sửa xe anh cũng nhớ nhắc họ là phải trong xe là phải có một bình cứu hỏa BD. Ồ anh ơi, cái đấy là vấn đề của khách, anh phải tuyên truyền cho người dân chứ, cái đấy cũng không phải trách nhiệm bọn tôi. Vâng, chúng tôi đang đi tuyên truyền cho tất cả mọi người. À, tôi vừa sang bên Cadillac, vâng, nhờ bên đấy tuyên truyền. Cái này hôm trước cũng có cái trường hợp rồi, là nhắc nhở khách xong rồi bị khách đấm nó vêu mồm ấy, nên là tới bọn tôi chừa rồi. Thì cái này thì nhờ bên cơ quan chức năng của anh là nhắc nhở người dân nhá, tuyên truyền cho người dân nhá. Khách nào mà cứ hành hung anh này, anh báo 911 là chúng tôi có mặt ngay. Ủa, wow, đấm phát ngất luôn, không nhận ra mặt nhá. Thì nếu như mà có trường hợp thế nữa thì tôi gọi bọn anh nhá. Vâng, vâng, thế cảm ơn anh nhá. Vâng, cảm ơn anh. Thế mời anh tóc bạc đi theo tôi về đồn nhé. Hành vi xử lý vừa rồi của anh là không hề đúng mực ở đây. Em có thấy gì đâu anh, nó chỉ là xịt thôi mà. Sửa xong rồi anh ơi. Tôi đang làm việc với. Không sửa thân vỏ à? Anh bảo không cần sửa anh ạ. Này, trông bạn buồn cười vãi lìn đi. Tôi thay xong rồi thấy tôi buồn cười. Đéo phải ấy, mà là nó bị mạ này lỗi cái áo phông ấy. Bạn mặc nửa cái áo phông nửa đồ lặn luôn ấy. Đâu, tôi thấy có cái bạn nhìn tôi lát cái gì tôi có thấy đâu. Thế à, thế thằng nào nhìn bạn cũng như thế luôn, mỗi mình bạn là nhìn thấy bạn bình thường thôi. Anh như kiểu đeo cái tạp dề anh chứ. Trông bạn giống kiểu mấy cái đứa kiểu phục vụ phòng vậy đấy. À, thế phục vụ nhà hàng vậy đấy. Anh chích phục vụ. Em bị làm sao hả anh? Anh đây. Anh đừng đi, anh đổ, đợi em mới đổ ơi. Nhà anh mẹ mới lên. Đây. Đây chạy bộ về anh ạ. Đâu để em xem nào. Thế rồi, có khi bây giờ phải chia hai nhóm ra, không đang bị đông quá. 44 anh ạ, 44 là đẹp anh ạ. 44, 3 thằng, 3 thằng lặn, 1 thằng... Không, phải đi 5. 3 lặn. Phải đi 5. 5 nhóm anh nhanh, 3 đi 4 thì phải chia 22 đi thuyền. Không đi xe thôi. 5 thì làm sao mà được rồi nhá, bây giờ nhá, vào đàm đã. Mọi người cầm đàm đi theo chưa? Có đàm rồi. Đây rồi. Đi mua nước, mua bánh đi, xong rồi ăn uống phun vào, xong rồi chỉ cầm cái đàm với cả nước bánh thôi. Đàm bao nhiêu anh? Cả. Đàm số 580 nhá. Over. My check. 580. Nghe. Nó chỉ đến 580 mà anh. My check. Là bây giờ là sẽ có 2 xe ở trên bờ để hứng đồ với cả là hai mấy đội lặn đúng không? Ok anh ơi. Ăn gì bây giờ nhỉ? Còn sao lắm. Sáng ăn bữa mì tôm, tối nay ăn cơm. Tối ăn bữa cơm rồi, đêm nên ăn thêm bữa cơm nữa cho nó béo hẳn. Một ăn cá, ngã về không? Phở xào thì ăn nó đéo no. Thường bình thường tôi ăn phở xào toàn phải mẹ ăn khoảng 2 suất cơ. Ừ, ăn thế trên chim thì nó ngại quá. Đâu được. Nhìn. Ôi ôi. Nhìn. Ôi trời luôn. Tóc quái mìu luôn ạ. Kính nha, thằng lái xe thằng nhàn nhất nhỉ. Vâng. Ok. Mày bị đuổi việc. Hỗ trợ cả mình nhá. Anh ơi. Thế em nói bộ đàm nó bị. Lăng bấy đừng có đứng đó bộ đàm nha, chết đó. Là sao? Alo, cái đầu này nó khó thở quá với anh ơi. Alo. Alo. Bộ đồ này khó thở quá. Alo. Thịt mẹ mày thằng bô ngu đi thối. Ha 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 ha.
thấy không anh? Đâu? Lóc xoay quay lại. Thôi, mày à, mày bơi lại đi. Nó cũng kích thuyền xuống luôn anh ạ, nó cũng kích thuyền xuống luôn. Sợ cực. Ê, chúng mày đã bao giờ thấy con cá voi chưa? Em thấy rồi, em thấy rồi, em thấy rồi. Hôm qua tao thấy con cá voi to vãi lìn. Anh cảm ơn Nhung đẹp trai nhá, cảm ơn em. Tối nay em bơi còn thấy con cá heo mà anh. Cá heo đồng đội em. Cá heo thì tao thấy nhiều rồi, nhưng cá voi ấy. Ê, đây, cá voi này. Đây là cá mập, mẹ. Thế này mà ngoài đời chắc say sống nó chết mất. Nôn hết cả anh. Ô, thằng nào mà bị say xe đi thuyền mà đã say thuyền á, nó say kiểu gấp 10 lần say xe ấy. Mệt lắm anh ơi, nó mệt lắm ấy. Mẹ mà nôn đến lúc này. Mẹ mà nôn ra cả cứt thì thôi ấy. Em không say xe mà em say sống không mệt. Tao không say nhưng mà tao nhìn người khác say là tao sẽ bị say ấy, sợ vãi lìn. Đúng rồi. Tao nôn mình nôn theo ấy. Có cái hôm đi hát với cả ông Linh Việt Chế ấy, mẹ mà dìu ông ấy ra nôn, ông vừa nôn phát mình chạy mình nôn luôn ạ. Sợ đéo chịu được. Em cũng phải bị thế. Giang Siêu. Đây đúng rồi. Alo. Đúng rồi. Anh đây. Anh ơi, của em có một cốc không chân, à có chân trâu là của em nhá. Ok em ơi. Với cả là em đi lặn đi, xong rồi bị hai điểm rồi. Cùng một chỗ ấy. Tức là nó nhảy hai điểm cùng một lúc ấy. Mà đúng chỗ đấy ấy. Là sao? Tức là nhá, em lặn xong cái điểm UFO rồi, nó lại gửi mail cho em tiếp về điểm UFO. À ừ được, không sao. Không vấn đề gì cả nhá. UFO đúng rồi còn gì nữa. Ok, có gì đâu mà buồn cười. Thế các ông gọi là gì? UFO à? À? Điểm này điểm nào nhỉ sếp nhỉ? Hay là UFO? Tôi toàn gọi là UFO. Thế các ông có tin UFO có thật điểm không? Điểm của anh là gì đấy anh Dương Đích? Xe tăng à? Nó đang dưới nước, đừng hỏi nó dùng đàm chết mẹ giờ. Okay. Điểm này là UFO em ơi. Ui, UFO thì thôi. Sâu phết. Thế ơi, nếu mà lâu quá thì em lặn xuống tìm anh ấy nhá. Mẹ sao thằng lặn đéo lặn lâu thế nhở? Cái điểm này lặn nhanh mà. Mình ở trên này đợi sốt ruột lắm anh ạ. Thế mình lặn thì không sao. Đừng để chết đấy nhá. Chết là mất thời gian cả đội lắm ấy. Không chết em. Chưa bao giờ chết luôn ấy. Anh Ben này chết một lần này. Wow. Đau không Ben? Ổn không? Đóng fan nhá. Ủa hết bình luôn à? Hết bình luôn á? Nhiều khi thật ạ. Ủa vai Kali mới lặn kiểu đéo gì đây? Nhiều khi theo anh là gì? Em mất nửa cái máu này. Chấm tiếp theo điểm đầu tiên của em nào. Điểm của anh là gì anh bé? 3 giờ. Chấm đi. Chấm đi để bọn tao biết. Từ. UFO, ủa sao nó kêu em quay lại UFO tiếp? Em lặn đủ 3 điểm chưa? Đúng rồi man. Ờ UFO bị lỗi đây, quay lại cho nó lặn lại thêm lần nữa đi. Ok. Tốt thế còn gì nữa, được 2 điểm luôn. Ôi, một chỗ. Được cái máu rồi, em hết bandit rồi. Đeo bình mới sao mày mẹ lặn UFO đéo gì mẹ. Làm gì? Ờ lặn kiểu đéo gì đây, chấm lại cái điểm UFO đi. Đi lặn đéo chuyên nghiệp tí nào. Nghiệp dư ừ, ơi. Mẹ mày pick nhầm người rồi. Chấm điểm đi. Anh ơi em tốn gần bình rưỡi đó anh. Trời đùa. Trời ơi. Em bảo khi nào anh vừa bị hết một bình ý thì anh đeo một bình vào thì nó ok. Không phải, nó chờ lâu lắm. Ừ em thông minh em tính hết cái rồi. Cái bình ấy. Nó chờ lâu lắm ấy. Ờ cái hàng nó chờ lâu lắm. Nhầm người rồi. À thế đéo ngờ nó lặn gà thế. Chán đéo chịu. Một bình rưỡi ạ. Ừ. Mày lặn chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp lắm anh, mượt mà luôn ấy. Rồi. Cực nhanh luôn. Tao với Huy Huế cặp bài trùng rồi đấy. Nên từ nay là tao mày với Huy Huế này. Xong mình cần tìm thêm một professional nữa đi nó mới nhanh được. Yeah. Tích anh Ben này người. Đấy, nãy giờ mẹ mày mất 20 phút rồi đấy. Ôi đi đâu rồi. Lặn UFO à? Ôi giời. Đây luôn ạ. Đây luôn anh ạ. Lặn đây. Lười thật, làm đéo có chuyện lười thật.
Lười thật là chỉ khi các ông chưa tìm được đúng người thôi. Mẹ mà có nhiều ông cứ kêu là ừ em lạnh lùng như con thạch sùng có cái cứt. Đến lúc gặp đứa nào mẹ mà nhìn phát kết luôn xem. Mẹ mà tiếng sét ái tình nó đánh mẹ mà thối rái xem. Ôi chả người chả mẹ mày nóng rừng rực lên. Bấn loạn lên. Lười đéo thì lười. Ben ơi 30 giây nữa không thấy mày lên bọn anh đi trước nhá là mày đã chết. Bỏ nó đi cơ để vào thay nó cho. Lại hết bình. Lại hết bình. Chết bình đúng rồi mà ăn. Di chuyển. Đâu mày điểm tiếp theo điểm gì? Tắm đi, tắm đi. Tắm xem nào. Nhanh nhanh nhở. Ô trùng 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 mấy nhau trùng trùng trùng. Ủa nhưng mà mọi người lắng làm sao không hết bình được, nó sâu kế cơ mà. Em lặn luôn vô không hết bình luôn á. Rồi ôi mọi người dùng cái gì đây? Không dùng. Các bạn là phải thuộc điểm. Các bạn là phải thuộc điểm anh ạ. Vô lý. Cái UFO nhá, em phải lặn thành một hàng dọc thì mới tiết kiệm được thời gian. À, không em lặn chính giữa xong em chạy qua hai bên. Ui rồi, chính giữa là để cuối. Chính giữa, không phải chính giữa để cuối. Tối ưu nhất là em lặn một trong hai bên. Sau đấy là em đi qua giữa xong em lặn nốt bên kia là nó thành một đường thẳng, xong em lên luôn. Trời ơi. Đúng. Ừ, cảm ơn. Hết bình rồi đúng không? Mày hết hai bình rồi. Vâng. Rồi hai bình hai điểm cũng đúng rồi, cũng hợp lý thôi. Hai điểm cũng ổn. Nhiều khít mà. Mặc kệ mặc bình nữa vào đi. Đéo được. Mẹ mày, trên thang điểm 10 anh chấm cho mày 0.5 điểm. Ui, cái điểm đó là bằng điểm toán đại học của em luôn anh Đậu. Ôi giời. Thế là điểm liệt à? điểm liệt luôn mà. Em có thể cá mập đầu búa anh ạ. Cá mập đầu quầy, đầu búa đâu. Đó này chỉ có cá mập bình thường thôi. Ôi, em vừa thấy cá mập búa luôn mà. Ủa biển rất là đẹp nhỉ. Em đi sát vào bờ một tí thì biển nó sẽ đỡ động và thuyền nó đỡ nhảy. Em để ý cái tốc độ nhá. Nếu như mà em đi thẳng em không lách trái phải hay em không gặp sóng thì tốc độ sẽ lên được khoảng 120 đến 130. Nhưng mà nếu em lách trái phải nó bị giảm tốc độ ngay. Understand. À này không biết lái thuyền rồi ơi. Để em lái thuyền cho. Trên thang điểm 10 anh chấm mày 1 điểm lái thuyền. Ừ thì cấp đôi anh Ben rồi. Nó là điểm lặn khác. Tí nữa tao mình xem điểm lặn mày như nào. Rồi anh em mượt mà lắm. Bông Mai ơi, nếu như em đi sát vào bờ hơn thì em sẽ đỡ phải đi vòng xa đấy. À vâng. Không. Mày còn 0.5 điểm lái thuyền nhá. Đẹp vãi lìn nhở. Nó có khi lặn lặn anh ship ấy nè. Nó 837 nhá. Ủa xa thế nhở. Em thích lặn như là cái tàu bơi đã lắm. Sống biển. Cái tàu 6 điểm cơ mà. Đầu tí em xem anh nhảy UFO mà anh chưa hết bình. Em bán làm siêu phụ nhân rồi. Ok. Mẹ mày tao đẳng cấp nó khác rồi. Em mày cho tao 2000 nhá. Không được. Để anh có 2 siêu phụ nha anh Ben. Không được. Để tao xuống trước cho nha. Hai anh em mình xuống cho anh Ben trông thuyền anh ạ. Ờ rồi, hai thằng xuống Ben trông thuyền nha, mày nhớ đưa chìa khóa. Vâng. Anh nhảy xuống trước đi, em đưa nhầm. Xuống trước anh rồi. Ok, được rồi đấy. Ô, sao nó bơi nhanh thế mà mẹ mình bơi chậm thế nhở? Ừ, đéo hiểu sao nó bơi nhanh thế nhở? Mày bơi nhanh mà tao bơi chậm thế nhở?
Anh ship bên đâu? Mà sếp ơi, có cái tiếng gì đập từ trong ra ấy, nó cứ tục tục tục. Ship mà. Nó cô cài nó bơi nhanh hơn này. Xong rồi nha sếp. Em lên trước đây. Kiểu đéo tí ông Ben là chết. Không phải chù mà là nhìn người đéo giờ sai. Em là đứa con của biển mà anh. Lâu thế nhỉ? Anh vừa lặn à. Anh vừa lặn 2 điểm được mỗi điểm 3 cái luôn ạ. Em được 4, em được 4. Ben ơi chết rồi thì nói ọc ọc. Không nói gì là chưa chết này. Ben ơi còn sống nói ọc ọc. Ọc ọc Ben ơi. Hỏng rồi anh ơi. Thành thuyền về 963 em ơi. Đùa này. Đi. Ben ơi. Em vừa nghe gì ấy. Ở đây rồi. Đây. Ôi trời ơi anh ơi. Anh cứ hỏi em. Ôi dồi. Điểm mới anh ở đâu? Sợ quá nè. Thề ở dưới có âm thanh gì ấy. Đây là tiếng oan hồn của tôm cá đấy em ạ. Đây em thấy em đang mặc đồ lạnh. Rồi đó. Đéo hiểu sao giờ bệnh viện nó bán cả bình cứu hỏa nhở? Để phạt mẹ ra để phạt thêm đấy anh ạ. Thế à? Không có nghe bảo là phạt mấy nghìn đấy anh ạ. Ừ. Thế là bây giờ... Có thể là cảnh sát thôi. Thế bây giờ nó bắt là mẹ phải có bình cứu hỏa để sắt ở trong xe không được phạt à? Để trong cốp, trong hộp đồ anh. Thợ lặn biến! Bản tên dã man, có kinh công luôn, không là tôi với cả các ông đi tìm kinh công luôn. Chết này rồi, mọi người ơi. Cái gì chơi gì đấy, có cái chết rồi kìa. Cái phe của sếp ơi. Ủa, team bên kia có người chết à? Thằng đép chết, thằng bô chết rồi bạn ơi. Đép chết, bô chết. Wow. Thế là chắc chắn lỗ rồi em. Nếu mong anh chip nung ra vàng thôi chứ. Ừ, xong tí nung ra đéo cục vàng nó đi thôi, bỏ lặn luôn. Đéo bây giờ quay lại. Tây bên kia chuẩn bị giải nghệ luôn. Mày có thấy những thứ tao thấy không mày? Không, em thấy em chỉ tập trung lặn xuống. Cảm ơn cool nhá. Hello. Ai chết kìa? Ai chết vậy anh? Đây chìa khóa này, ai cầm được này nha. Đấy, thuyền đen mà. Alo anh cậu ơi, cốp cũng gần khu đấy. Thì em đợi mọi người ở chỗ thả trả tiền luôn nhá. Cất tạm về nhà cũng được mà. À, ok anh ơi.
quá, một bình tôi lại được 2 điểm luôn không? Sao? Anh để nước của em trong thang máy nhá. À. Tút tút tút. Chim yêu ăn gì đấy hả anh Đồ? Heo ăn gì cả, uống mỗi nước. Dạ, vâng thì thôi. Hãy trả lời em người mà em không biết tên. Lâu lâu em đi theo em, anh cho anh cơ hội. Tê tê rê rê rê. Cảm ơn Tranh nhá, anh thấy bình thường. Tại vì hai từ đấy nó vùng miền khác nhau, người ta nói chứ. Mập đít nghe đáng yêu mà. Cảm ơn Hồng Sơn nhé, cảm ơn em. Đã mập lại còn đít thối, người ta gọi mập đít à? Đéo hiểu, ừ. Mập đít. Nghe quả từ nó kiểu nó bị mạnh vãi lên nhé. Ôi thằng béo này nghe đáng yêu. Ôi thằng mập đít này nghe kiểu chỉ chết. Không biết anh em mình khi nào mới lại được câu mập nhỉ anh nhỉ? Thằng bô này trêu tôi đấy, công ty nào? Thế bao cái khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin khách vui lòng gọi lại sau. Ui. Cảm ơn Long nhá. Anh nghĩ là bây giờ cuộc sống nó có nhiều thứ để mình giải trí. Nhưng mà anh thấy có một thứ giải trí tốt nhất khi mình buồn, đấy là donate cho người khác. À, cụ thể ở đây là mình đang xem ai, mình hay kiểu theo dõi ai, mình hay xem stream của ai thì mình sẽ donate cho người đấy và mình sẽ cảm thấy vui hơn. Ừ, hợp lý đấy. Cảm ơn Long nhá. Sao không nghe động tĩnh gì hết vậy anh Trang? Long donate xong cả Long cảm thấy vui hơn nhiều đúng không? Anh không biết có đúng hay không, nhưng mà Long hãy donate thêm một lần nữa, Long trả lời anh xem là có đúng hay không. Câu câu câu, anh nhá. Ủa mà anh ơi, cái cốp của Vino đầy rồi mà anh. Thì mình lấy tổng xong mình chia tính chia hết cho năm nha anh hiểu không? Có một người chưa đầy. Em chưa đầy mà. Em còn mới có 11 này. Mày bị đuổi việc. Ok. Mày à. Anh nghe Trang ơi. Sao đấy Trang ơi? Có nghe thấy không? Có, sao đây? Đeo chân vịt nó có bơi nhanh hơn không? Không em ơi. Anh đang ở đâu ấy? Anh đang ở nơi xa lắm. Mà đeo chân vịt nó có bơi nhanh hơn không? Anh có thấy không? Không em ơi. Thế à? Ừ, nó chỉ để cho đẹp thôi. Yeah. Em bọn em với Huy Huệ đi cục ấy. Em đang nói chuyện ở dưới đáy đại dương à? Có nghe đấy em nói không? Không, chả nghe thấy gì hết. Vậy thế ạ? Ừ. Alo, alo, kết nối, cứu tôi, tôi bị kết nối mọi người ơi. Nghe con mẹ mày. Khi nào nổi phát lên thì bọn tao vứt nhá. Lên thuyền đi em ơi. Được, em đem tới thuyền kìa. Bơi kiểu chưa thắng. Lách trái nhẹ xong lách phải nhẹ. Thế mình biết bơi kiểu con ngao không? Bơi con ngao. Nó búng một phát được mà nhanh vãi lồn luôn. Này mọi người ơi. Dạ. Trang 2k rưỡi vừa chạy xuống khoe nung 90 cục đường 11 cục vàng kìa. Thế thì cũng đâu có lời đâu anh. Không, thế là lời rồi. Lời rồi. 10% là đúng là được 9 cục thôi. Ừ, lời được 2 cục. Uầy, mình nốt chuyến này nữa thì mình được cũng phải được khoảng mẹ hơn 150 cục nhỉ. Vâng. Đâu anh, gần 200 cục đó chứ. Ờ, gần 200 cục. Mà tí anh em chia như nào anh nhỉ? Đấy, mình bây giờ nhá, bán ra chia tiền à. Bây giờ bán ra chia tiền đi hợp lý nhất tại vì đông nha. Ừ. Còn anh với thằng Huy là hay chơi theo kiểu tại vì anh và Huy là đi làm hai thằng thôi thì bọn anh sẽ là chia vàng. Chia vàng xong bán. Chia vàng xong rồi là tự bán. Đấy bọn anh là chơi kiểu đấy.
Bây giờ nha, anh bảo bây giờ nha, tí nữa nếu như số vàng mà chẵn có thể chia hết được cho năm ấy thì anh em chia vàng xong tự đúng rồi đi bán thì hợp lý hơn. Ok. Còn nếu không thì anh em mình sẽ bán đi lấy tiền chia năm. Ok ok. Này. Sắp tới anh tổ chức cuộc đua kỳ thú đấy, anh bảo mọi người chưa nhỉ? Bảo em rồi này. Ừ. Là sẽ có hai người, mỗi đội sẽ có hai người tham gia, sẽ có khoảng 10 đội. À, sẽ có ban tổ chức là ví dụ nha, mọi người sẽ tập trung ở một điểm. Mọi người có xem cuộc đua kỳ thú không? Có em có. Em có. Đấy, y hệt như thế là mọi người sẽ chọn cặp, sau đấy là xuất phát tại một điểm, xong mọi người sẽ đọc một cái tờ thư, xong rồi sẽ phải đến một điểm nào đấy, ví dụ như đến đấy tìm đồ chẳng hạn, tìm hết đồ sẽ có ban giám khảo đấy, xong sẽ cho một cái thư tiếp theo để cứ đi tiếp đấy, đi khoảng 5 vòng thế. Xong rồi đến chỗ về đích. Nói chung là vừa chạy đua, vừa giải đố, vừa ca hát các thứ. Xong là mỗi vòng là sẽ loại một đội, đến khi đội cuối cùng thì ăn giải thưởng khoảng 500.000 chẳng hạn. Có vòng đấu nào nó đấm nhau trong lồng không chết? 500.000 á? Ừ. Khoảng 100-200.000 đấy, thì đấy. Có thử thách nào đấm nhau trong lồng không chết? Nhưng mà cái mùa nó lâu mà em, mùa nó phải chơi khoảng... Ví dụ 10 đội thì phải chơi khoảng 10 ngày cơ mà. Sếp phải xin tiền tài trợ rồi quảng cáo kiểu nhỉ, sếp nhỉ? Tiền tài trợ thì đơn giản. Xin nghĩ nè. Ui, 500.000 là nhiều lắm ấy mọi người ạ. Không thì nó rơi khoảng 100.000 là hợp lý nha. Ok. 100 là đẹp. Ừ, 100 là đẹp. 200.000 đi anh, mỗi người 100.000. Ờ, không, hai người khoảng 200.000 thì là đẹp. Có chương trình bố ơi, mình đi đâu thế không sếp? Thế ơi, mình đi đâu bố? Tôi sấy cần đấy. Em biết rồi. Tôi sấy cần nhá thầy ơi. Ok rồi. Alo thầy ơi. Tưởng là sấy hoa hoa cỏ không? Thầy sếp. Pino ơi. Alo anh em nói không? Pino ơi. Alo. Alo. Pino có trả lời mà. Sếp ơi đừng treo anh ấy đâm đấy. Tôi sấy cần nhá, alo. Anh ơi, ở đâu rồi? Anh không nghe em nói à? Alo. Trời, sếp đùa thật, lẫn lộn quá. Em xấu thế. Để dội thầy lại lao xuống giật luôn nè. Khi lao rồi mẹ. Quá vàng vậy. Ok. Ok à, bạn ơi, bọn tôi đúng 4 người luôn. Còn phía trước thuyền là anh nằm. Tôi đã bảo rồi là bạn đừng đi một mình, tí nữa bạn sẽ bị mất thuyền đấy. Không phải mất thuyền mà chạy đâm mẹ thuyền vô trong cục đá bởi luôn rồi. Nổ để ở kia kìa. Trời ơi, bạn đi bẻ thuyền khác đi. Đợi bây giờ không thấy cái thuyền ở đây hết. Bây giờ nha, bọn tôi có thể đi kiếm cho bạn một cái thuyền quay đây, nhưng mà bọn tôi sẽ bán cái thuyền này với giá mấy nghìn, bạn có đồng ý không? Không, bạn không đứng đây đi được, tại vì đang có cái lỗi là bạn quá người là sẽ hỏng thuyền bọn tôi còn chết hơn nữa. Giết đây, giết đây. Hỏng ơi kìa, khói kìa. Bạn ạ. À? Không. Bạn có mua thuyền không? Bọn tôi đi kiếm thuyền cho bạn. Thôi, mấy bạn đây đi, để mình bơi tới lóc không được. Ok. Lắm đấy. Ok. Anh kén Phương chết rồi. Không. Ok kìa, có cái thuyền okay, kìa. Trời ơi, ông cứ giả vờ. Lặng cho mất tiêu rồi. Giờ không có thử lòng thôi, tự nhiên thấy mình hối hận thế nhỉ. Ừ, dù sao cũng là đối tác làm ăn mà. Nhưng mà ui anh Độ ơi em vừa nung 23 cái ra 66 vàng. Ui đỏ thế nhỉ. Ơ kìa, sao đâu vui thế nhỉ. Cá vàng nhá. Hai anh đi thì em ơ sao thuyền của mấy này trông lạ thế nhỉ. Rồi, cảm ơn các đồng chí nha. Ừ, chào bạn nhá. Bye bye anh. Cảm ơn. Cảm ơn sáng, cảm ơn bạn. Hình như vừa rồi là đi thuyền không chính chủ đúng không anh? Thì đúng hay không thì mày về đồn, mày mặc quần áo và xong mày đuổi theo mà hỏi. Mày hỏi tao. Em tưởng anh biết nhiều loại thuyền thì em mới hỏi anh. Mà, hai lần cái biết thì này, biết nhưng ta đéo trả lời. Thôi chứ. À, như nào? Anh thích như nào? Ok, mày mặc quần áo dân thường mày đòi dọa tao á. Mày có tin tao mà mày gọi một câu mấy thằng em trồi từ mặt nước lên kéo mày xuống không? Anh như nào? Như nào? Anh thích như nào cơ? Ai à? Ai à, đâm mất máu đây.
đấm không mất máu thì mẹ mày đấm hồi máu à? Cày tên à? Em bôi, lên đây em bôi. Bên kia cả kia mình em bôi. Anh quan hình này, anh quan hình này đấy. Mày rồi, mày qua bên này đấy. À, thử qua ngon đi. Anh đợi tí đấy, em bôi em lên, nói chuyện đây. Lần ba. Ba làm nốt đi nhưng mà xem người có đủ không nhá. Đây em bôi, đây đây. Hai ông thuyền đỏ này bật anh em mình này. Cảm ơn Lâm nhá. Mày ngon mà nhộn lên đâu có chết mẹ mày luôn á. Sợ luôn. Lên đi em bôi, lên đây, anh chuyển chìa khóa cho này. Rồi. Nhịt mẹ mày thích đánh nhau nhỉ, thuyền này mà đánh nhau này. Em ổn, em ổn, ủa? Thằng bảy đâu anh đâu? Ủa kìa, bọn nhảy hôm nay đánh nhau mà. Thằng ơi này, thằng ơi đăng lên anh ơi. Ok á, ơi sợ, ôi rồi, bơi được nửa đường sợ quay lại, ôi rồi, ôi rồi, anh hỏi thế này, đánh nhau này. Ai cứ đợi đấy nhá, đợi tí tao đe. Ok á, hỏng thuyền cái thằng này, mẹ ngu thế nhở? Cứ hỏng không anh? Sao không hỏng? Em không biết anh chưa nói. Mẹ à, mày thề. Bán bình oxy đi. Bán bình oxy đi. Không cần, không cần. Không cần, không cần. Anh mẹ mày, tôi đéo bán cho mày. Anh bán cho em không? Đéo bán cho cảnh sát. Cảnh sát đang mặc đồng phục mà. Kệ mẹ mày. Không kèm mua nữa. Đúng là làng dở hơi. Nhưng mà đấy là nếu như mà anh em mình đúng theo tỷ lệ 10% thôi. Chứ còn toàn anh em mẹ mà đẹp trai trông sáng sủa tối sủa như thế này thì kiểu đéo trả ra được khoảng mẹ mà 30-40 thỏi. Đúng không? Cái này nó lại hợp tính quá. Thơm. Tức là kiểu làm này nó năng động hơn cái kia anh ạ. Đào đá mệt á. Ừ. Nhưng mà đéo nhanh bằng đá FIFA mà. Đá FIFA tầm 15-20 phút. Được mẹ với 20.000 rồi. Xịn hơn hẳn. Còn trò nữa đấm nhau nó cũng kiếm tiền nhanh lắm anh đó. Em mỗi kèo em đấm 10.000 cơ mà. Ua, vãi lì thế cơ. Thế lớn thế. B3 50 cục vàng đang đợi mọi người ơi. Yes. Cái gì cơ? Chip giả vừa nung bao nhiêu cái ra bao nhiêu cái cơ? 5 kim loại ra 3 vàng. Ui dồi, mẹ đỏ thế nhở? Yên thế. Người stream ấy thì mẹ. Ben! Đi! Như kiểu mở hòm ấy. Thời khắc đến rồi Ben! Thì ô níp. Bay cửa luôn được. Mai cho anh trong túi em còn 46 đô đấy. Thế sao mày không để anh đổi cho? Thôi mẹ hoàn cảnh đã khó khăn rồi Ben. Em làm em đổi cho. Đi với em anh không dành đổi anh Ben. Gì? Tại làm đi anh, thầy anh làm anh mày. Tao dành mày mấy lần rồi mày đéo cho đổi chứ bố. Ê. Ui giời. Bây giờ tao có dám đi với mày nữa đâu, kiểu bị ngại ấy. Mẹ xe thì xe xịn rồi. Rồi. Đéo cho người khác đổ cả, cứ dành. Anh là anh thật nhưng mà anh cũng muốn giúp đỡ em chứ. Thế anh cho em xin lại 200 tiền xăng đi. Ô kìa, mẹ ông nói đưa tiền mặt cho nhau để thành người dưng nước lã à. Thế thì không phải là thân nhau rồi. Đúng rồi. Thân nhau là kiểu quý nhau, cho nhau từng chai nước lọc, từng cái bánh pizza. Đúng. Từng giọt xăng, thế là anh em. Đúng rồi nè. Em mà thắng thằng em 20k. Ok kìa, đấy là thể thao điện tử của em. Đòn đồ kiểu không lấy gì, lấy thiệt luôn. Ô đủ mà, còn không lấy thiệt á. Thắng mày có lấy không? Không, dễ gì lấy nữa. Lên đi mọi người ơi. Em. Trời ơi. Xe luôn. Một vàng. Ui. Nào, KPI 10 vàng nào. Nào, yo. Yo. Yêu. Sắt rồi, dâu. Đéo ra gì rồi, dâu. Nhôm. Ôi, rồi ơi, yeah. Em trả 2 vàng.
Em hai vàng được, mọi người em đang hên, Nè nè, bố mới lấy của anh đi, anh không nung nữa đâu. Ba nhé. Mới nung 7 lần, fail 6 lần à. Thôi. Đội không trả ra gì cái gì. Tao hai vàng rồi. Hai vàng mày ơi. Ôi ôi, sao em 4 cái đất bại liên tiếp rồi. 3 3 3. Lên thầy. Em xe cho em 1 vàng. Lên này. Ô, cầm 2 vàng rồi nhá. Ok. KPI là bao nhiêu ấy? 10 cục à? Hay 20 cục ấy? 20 cục anh ơi. Cảm lì, mới 20 cục. Em được 4 vàng rồi đấy. Ờ, được, em ơi, 4 vàng là ngon đấy. Em khóc trước này. Rồi, toàn rồi. Người hên như em nên được lung nhiều anh ạ. Ôi, tôi cho chết con. Trời ơi, chết lấy mày. Chết người rồi anh ơi, chết người. Không sao. Anh được 3 cục. Hay. Tổng 3 cục hay đéo gì. 3 cục là tổng hay là 3 cục là mới đây vậy? Tổng. Ôi trời. Trời ơi. Toàn rồi anh ơi. Toàn rồi các em ơi. Đưa hết cho em không? Ừ, có khi mày làm nốt đi. Thế nên để ông Minh nó, cái này nó tâm linh lắm. Có bao nhiêu kim loại bí ẩn? Bên này còn 26 cái kim loại bí ẩn này. Kim độ không giống. Không đúng nữa anh. Không, tao đéo vay nữa đâu. Mày à, tao đen lắm. 26, bên này còn 19 nữa này. Còn nung 2 cục nữa rồi. Ờ, 22 thì đây, để tao cầm mạ 19 cục tao lên nung tiếp này. Đến đây này, đi xe đâu. Thôi, mạ giữ xe đi em ơi. Anh đổi thôi, anh đổi. Mình chạch mạ mới ra nào. Ôi, có người tới. Cướp. Em. À, cũng là cướp. Cái gì cướp, giỡn hoài anh Vinh. Nhìn tôi chạy xe như thế này cơ mà. Còn không biết đâu. Hết rồi, ở trong cốc còn 19 cái. Còn mấy cục ở bên cốc kia ấy. Thôi xong rồi. Đồ ơi, đâu ra mấy cục anh đồ ơi, im lặng đi. Em giữ cho. Hai cục nữa em ơi. Kìa, hai cục là trung bình đấy. Nãy nữa, ôi thêm được cục nữa này. Hai. Nhanh vãi. Em khoảng 4 cục là đẹp. Tụt xuống đi. À! À. Ui, lại thêm cục nữa anh ơi. Hai em ơi. Hai em ơi. Anh cứ hét nhiều. Hết rồi, hết kim loại rồi mọi người. Hết rồi, hết rồi mọi người. Thêm cục nữa. Đấy, tao hét rồi. Em dừng lại đi. Anh quá mất mình. Ok hả? Thằng nào lấy hết vàng ở trong cốc tao rồi. Em giữ. Ôi trời ơi. Bày, đây, để anh bỏ nốt vào này. Đây. Bỏ đi. Đây còn 2 cục nữa này. Cục nữa nào, please. Tổng cộng là 3 cục. Rồi, xuống ngay tổng kết lại xem nào. Tổng kết. Quá nhiều ta. Ui, tổng chúng ta là 200 cục. Bao nhiêu? Đúng luôn á. Đúng 200 cục luôn. 200 cục đúng luôn. 200 cục á. Hai cái liền luôn. Đúng chỉ tiêu à. Thì riêng em 10 cục rồi đấy mọi người ơi. Thôi bây giờ nhá. Bây giờ 200 cục đúng không? Để vào mỗi người chia đi mỗi người 4 cục ở trong đấy, xong rồi là mỗi người chuyển cho Pino 1000 tiền. 4 người 4000 là 4500, mỗi người chuyển cho Pino 1200 nữa, cả tiền xăng xe, cả tiền mua bình, cả tiền sửa xe. Ông mua bình này em mua 15 bình à? À 15 bình à? 15.000 cho mỗi người chuyển cho. Trừ bình của anh đi. Trừ coi như tiền trừ bình anh đi. Hỏng xe thôi, hỏng xe thì để em tự làm. Rồi em lấy 4 cục rồi nhá. Mọi người lấy 4 cục à? Mỗi người chuyển anh 1200. Mỗi người chuyển này nó 1400 chứ nhỉ? 1400 thôi. Tư là 44 là 5600. Ông nó mua 15 bình mà, 15 bình của nó là 4.500. 6.000 mỗi người chuyển nó 2.000 đi. Anh lấy 4 cục nhá. Ừ, nhưng mà tính ra này đi đông. Đéo anh lấy 4 cục nha. Có 4 cục trong thì nó cho này hên xui mà bạn.